kính chào quý vị trở lại với chương trình Đời Sống Quanh Ta, Life Around Us with Billy Lê. Kính thưa quý vị, rằng hồi nãy Billy có hỏi chị Julie là cái tháng 10 này là cái tháng được gọi là National Disability Employment Awareness Month. Thì Billy biết được là hội cũng có thể giúp cho các em đi tìm việc làm luôn, phải không chị? Dạ vâng. So trước nhất cái OC autism là again không phải là giúp cho mấy em mà chậm phát triển, mà mấy em bị tự kỷ là nó là lâu dài, là cái nó kêu bằng lifespan. Yeah. So mấy em tự kỷ có thể có khó khăn tìm công việc làm, có thể mấy em có được đứa biết nói chuyện, mà tại lúc mà họ đi làm á, họ không có có cái same work ethic giống như mình, có thể họ không có as detail, họ có cái khó khăn gì đó, thì mình phải nói đó là they need a lot of accommodation. So Julie thấy rất nhiều người á, mình thấy mình mướn họ, họ có cái bằng, họ có thể họ có cái trong cái resume thấy rất là tốt đẹp, mà lúc mà mình mướn họ, họ không có biết nói chuyện với người khác, hay chừng nào họ không có hiểu, họ không có biết hỏi cho cái sự giúp đỡ. So cái employment awareness đó, rất là quan trọng, là October là nó kêu là disability employment awareness, tại cái tháng đây để dành cho mình nhắc nhở mọi người đó là mấy em tự bị tự kỷ lớn lên cũng vẫn có tự kỷ, mà đều có thể biết phát triển, biết nói chuyện, biết có thể có bằng master, có bằng doctor, mà mấy em đây rất nhiều em không có giữ công việc làm được, là tại mình thấy đó, mình là kêu bình thường đi, thì mình biết là mình phải tới nói chuyện lúc mọi người sếp, cho nên là mình có cái khó khăn mà mấy em tự kỷ đó họ không có biết, là cái bằng self advocacy, mình nhắc nhở mình hỏi thì có thể họ trả lời, mà điều chừng nào mình bắt họ tự làm đó họ không có biết làm. Yeah. Thì trong cái foundation của chị sẽ giúp cho các em những cái kỹ năng đó luôn. Yeah. So trước nhất mình giúp trẻ em mà lớn tuổi, là let's say mấy em đây học A hết, mà có thể muốn vô đại học á, thì không có biết cách nói chuyện để cho pass cái interview. So Julie cũng thấy đó là mấy em mà muốn vô medical school. Okay. Thì mấy em đó học giỏi lắm, nhớ đồ hay lắm, mà lúc mà interview á, thì họ không có biết cách làm sao mình giúp em đây. So Julie á, là cái người âm ngữ trị liệu, dạy mấy em á, là cách ngồi làm sao, thì mình làm sao mình thấy là nó có more confidence, họ sự thấy là mình hơn, tin tưởng nhiều hơn, phải không? Hay chừng nào mấy em tư kỹ họ lắc vậy đi, thì mình phải nói em đó, ok, lúc mà mình phỏng vấn mình phải ngồi yên, để cái tay làm sao, hay mình nói chuyện mình để tay lên hay mình để tay xuống. So cái lúc đó mình phải dạy nó cái bằng non-verbal communication, tại nói mình nghĩ là âm ngữ trị liệu là phát âm không, mà thiệt ra mình dạy về tiếp xúc với mọi người, nó cái bằng communication skills. So there's so many things, and mấy em tư kỹ á, chỉ là mình chú ý vào con mắt của em, mình thấy đó là có thể họ không có biết nhìn vô mặt mình chính xác lúc mà họ nói chuyện, hoặc có thể họ nói chuyện mà họ dòm xuống, thì không phải là họ không có tin tưởng, mà tại họ bị tự kỷ á, thì họ khó chịu lúc mà họ dòm vô mặt mình lâu dài. Dạ, và mong rằng trong những cái chương trình trong tương lai, nghe nói là chị Julie sẽ cố gắng đem mời một em đến để lên trên đài để mà trò chuyện với chúng ta luôn. Dạ. Và cũng như là chia sẻ những cái có thể kỷ niệm mà mấy em giúp cho hội Autism Foundation. Billy biết là tháng 12 sẽ có cái Breakfast with Santa, thì không biết chị có thể chia sẻ những cái thông tin mà cho quý vị biết. Biết là còn lâu lắm nhưng mà không sao, mình phổ biến trước. Dạ, từ trước nhất là Julie cũng cảm ơn khán giả của IBC, because Julie hy vọng mình lên đài mình cho nhiều người hiểu đó là cái tiệc mà Breakfast with the Santa là không phải là cho mấy em bị tự kỷ không, mà mình muốn nhấn mạnh là mấy cái sibling, mấy anh chị em của cái đứa bé bị tự kỷ hay bị khuyết tật, mình muốn cho mình vẫn celebrate mấy em đó. Tại vì mình thấy đó là trong cái công việc mình chú ý với bố mẹ thôi, giờ nào em bị tự kỷ hay bị khuyết tật gì đó, bố mẹ để dành rất nhiều sức với chú ý em đó, mà mấy em kia đó là nó kêu bằng lệnh typical peer hoặc sibling, thì mấy em đó không có nhiều thời gian bằng, không có để thời gian công bằng giống như vậy. Thì cái hy vọng của Julie là Julie muốn mời khán giả của IBC, chừng nào mấy có em bị tự kỷ hoặc có em bị học trong giáo dục đặc biệt, bị Down syndrome hoặc bị có khuyết tật gì đó, mình muốn mời cho tới tham dự cái chương trình của Breakfast with Santa, đó là ngày 17 tháng 12 lúc mà 10 giờ sáng tới 2 giờ trưa ở trong thành phố Garden Grove at Atlanta Play Center. Mà rất mấy cái
chương trình của Chuy giúp cho em là để tạo ra một cơ hội cho mấy em đây được experience Christmas, được tặng quà, được chụp hình với ông nhà Noel, ha, với được ăn rất nhiều mấy đó, and cũng có cái resource fair. Thì cho nhiều gia đình thấy là cũng có rất nhiều cơ quan giúp cho gia đình có mấy em bị tự kỷ ho, có cái khó khăn mệt mỏi. Đúng rồi, trong quá khứ kính thưa quý vị rằng Billy có cơ hội để thấy một cái hội chợ về những cái hội đoàn khác bất vụ lợi và cũng như là các hội đoàn của chính phủ nữa, như là các cảnh sát, cơ quan công lực, cũng như là các cơ quan y tế, rồi tới các hội đoàn bất vụ lợi và học khu, đem đến cho quý vị những cái thông tin mà hữu ích nhất cho dành cho con em của mình và cũng như là gia đình của mình. Nên nếu mà quý vị được ghi lịch được thì ngày 17 tháng 12 này năm 2022 sẽ có những cái chương trình dành cho các em và gia đình của các em đến để mà chung vui. Nếu như vậy thì quý vị nào mà muốn volunteer đóng góp hoặc là làm những cái công việc tình nguyện á, thì phải liên lạc như thế nào và hoặc là biết thêm chi tiết thì phải đi đâu chị? Well, trước nhất thì mình có cái website, thì đó là www.ocautism.org. Mà chừng nào quý vị muốn gọi hoặc có muốn có câu hỏi gì đó, số điện thoại là 714-799-3030. Đã cũng có một cái người receptionist nói tiếng Việt Nam, thì để cho mình nhiều gia đình Việt Nam của mình hiểu tiếng Anh mà có thể không có biết nói tiếng Anh phải không? So mà điều mình thấy là chừng nào ai có câu hỏi gì nên gọi trung tâm, chừng nào muốn volunteer mình lên website mình bảo cái cái interest, mà chừng nào mình muốn vé cho Christmas á là lên eventbrite.com. Đúng rồi, em vậy, nhớ vậy là mình có vé, là all đúng internet. Đúng rồi, kính thưa quý vị là mình em nhớ là cũng có vé để đi vào, để chuẩn bị đi vào để cho chị biết đủ bao nhiêu phần ăn rồi phần quà cho các em luôn đúng không chị? Vì thế xin quý vị nếu mà có câu hỏi gì thì xin liên lạc với OC Autism Foundation, số điện thoại là 714-799-3030, 714-799-3030. Em nghe nói là hội cũng có một cái office văn phòng luôn phải không chị? OC Autism là trong thành phố Garden Grove, thì cũng là gần cổ Nhân Hòa Clinic, chỗ từ Beach với Garden Grove Boulevard, chỗ gần khu đó. Thì mình cũng rất nhiều người cho nên họ có, không phải là bệnh nhân của mình mà họ có cần có câu hỏi gì, họ cần hướng dẫn về giấy tờ về học khu, tại cái IEP đó rất nhiều người mấy em mà chậm phát triển họ phải vô trong chương trình giáo dục đặc biệt, mình không có hiểu được thì trung tâm của OC Autism cũng giúp gia đình. Thì mình mỗi năm mình làm cái free consultation cho gia đình để cho mình review cái giấy tờ thêm nữa, cho nên mình có cái khó khăn về tìm cái chương trình của dịch vụ của school district ha, cái insurance, thì trung tâm OC Autism cũng sẵn sàng giúp cho quý vị. Một lần nữa số điện thoại là 714-799-3030. Chị mới vừa nói cái chữ IEP làm cho em nhớ cái công việc em làm hồi xưa, có nghĩa là ngồi chung với các gia đình phụ huynh Việt Nam để mà thông dịch và mới biết tìm hiểu thêm là các em mà trong cái chương trình IEP đó, quý vị nào mà có con em mình trong cái chương trình đặc biệt này sẽ hiểu là mỗi năm nhà trường sẽ có cái cơ hội gặp xuống, ngồi xuống cho quý vị để coi cái sự đòi hỏi, cái mong muốn của quý vị là như thế nào. Nhưng mà nếu mà quý vị mà không biết phải làm sao để nói chuyện với nhà trường đó thì quý vị có thể liên lạc cho chị Julie với lại hội OC Autism Foundation luôn để mà chị có thể hướng dẫn cho quý vị. Thì mong rằng đến đây thì Billy không biết là chị có những cái sự kiện, những cái event gì sắp tới ngoài cái Breakfast with Santa, chị có thể chia sẻ thêm, và cũng như là đồng thời nếu mà một người trong gia đình làm cách nào để identify con mình bị cái special, bị trong trường hợp đặc biệt mà làm nên, có nghĩa là biết làm sao để mới gọi chị để sự giúp đỡ. Mấy trẻ em mà phát triển mình thấy đó là mấy em tự kỷ á, mình chú ý con mắt của nó không có biết dòm chính xác vô. Mà cái biểu hiện tự kỷ là nó có ba cái điều kiện, trước nhất á là chậm phát triển, thêm nữa là không biết tiếp xúc với mọi người, với có third one á là nó có cái hành vi nó làm đi làm lại, có nhiều lúc mấy em mở cửa đóng cửa, mở cửa đóng cửa, họ phải tắt đèn đồ. Mình thấy cái đó là mấy cái hành vi đó là rõ là về tự kỷ. Mà mình trước nhất mấy trẻ em mà infant mới sanh ra, mình nhìn vô mắt em, mình sẽ thấy nó không có nhìn vô mắt của mình mà thiệt nó nhìn trên đây hay nó nhìn qua bên bãi lên xuống. Thì cái chú ý con mắt á mình thấy rất là nhiều, là cái biểu hiện trước nhất. Sau đó thì tới một tuổi mình thấy em không có nói chữ, thì chậm phát triển đó mình phải chú ý. Một cái hành vi mà sớm nữa đó là nó kêu bằng toe walking, mấy em đi nhấn cái chân này nè.
Yeah, and so mình thấy cái phần đó mình thấy hơi khác biệt chút, thì lúc đó mình phải nên gọi đi lấy hẹn và cho gặp bác sĩ Nhi, đó Nhi Đồng là cái pediatric therapist, the doctor. Rồi sau đó nếu mà bác sĩ Nhi Đồng cố vấn xong rồi mà, nếu mà cần thêm sự giúp đỡ thì liên lạc với hội OC Autism đúng không? Yeah, so chừng nào mình thấy mấy em chậm phát triển, mình nói chuyện với bác sĩ giới thiệu qua OC Autism. Okay. Tại OC Autism giúp rất nhiều người mà có cao optima, thì mình giúp mấy gia đình mà có cần cái điều kiện khác để cho mình giúp họ chi tiết hơn. Okay. Thì mình hy vọng là gia đình nào chừng nào có cao optima, Family Choice, MV rồi mấy cái phần chương trình mà mình biết đi của Bosa Medical hay mấy cái nhóm đó mình họ có thể mình gọi bác sĩ để cho giới thiệu qua OC Autism. I see. Chị ơi, mình còn vài phút nữa thì không biết là chị có những cái lời nhắn nhủ gì cho phụ huynh hoặc là quý vị đang xem đài ABC TV ngày hôm nay trước khi chúng ta kết thúc chương trình. Well, trước nhất Julie cũng cảm ơn Billy. You know, we've been such community partner mấy năm đây. Yeah. Phải không? Mình làm rất nhiều công việc trong cộng đồng để cho giúp xã hội của mình. Mà Julie thấy đó là công việc mà mình làm trong cộng đồng của mình nó rất là quan trọng. Tại mỗi người có mỗi cái khả năng khác. Mà chừng nào mình có đồng kết hơn á, Julie thấy rất là mình có thể giúp cộng đồng Việt Nam rất nhiều hơn. So trong cái phần OC Autism á, nhiều người không biết là cái OC á là không phải là Orange County. Julie không phải là chú ý về giúp mấy trẻ em trong thành phố Orange County không, mà thiệt ra Julie hy vọng là làm cái cộng đồng Việt Nam của mình đồng kết hơn, nó kêu bằng our community. So Julie hy vọng là gia đình ở Cali, ở bang khác hoặc ở Việt Nam cũng có thể liên lạc mình để cho mình hướng dẫn gia đình. Cảm ơn chị rất là nhiều. Our community, cộng đồng của chúng tôi. Đến đây Billy xin gửi lời chào đến quý vị khán giả của đài IBC TV. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau đến với chúng tôi để mà trò chuyện với chị Julie và một em khác của hội. Xin tạm biệt, xin chào quý vị.